Khi bước vào salon thì phải công nhận là đây không phải là lần đầu tiên mình đến Ba Mê Sai. Lần trước mình đã đến vài lần rồi, nhưng mà lần này thì mọi thứ nó rất là khác biệt. Từ cái sảnh đón khách, rồi bắt đầu thái độ của nhân viên, rồi những cái góc để có thể ngồi chờ, cảm giác rất là chill. Góc cái nhất là mình rất thích cái sảnh ở bên ngoài, nó cực kỳ thoáng luôn. Còn đến lúc sau thì khi mà được các bạn hướng dẫn rồi đưa vào trong thì nói chung là công tác dịch vụ đợt này mình cảm thấy là nó còn tốt hơn so với ở lần trước, cái lần khi mà mình đến với Ba Mê Sai. Ở khu bàn chờ thì nó mang tính chất rất là phong cách cà phê, đúng không? Mình phải sử dụng từ phong cách cà phê. Nó rất là thông thoáng, nó có góc view đẹp và bàn ghế rất là lịch sự và được các bạn mang nước ra mời. Và mình nghĩ rằng là nếu mà có phải chờ lâu khi mà có đông người thì vẫn là một điều gì đó rất là thoải mái. Thật sự là lần trước mình đã được cảm nhận một số dịch vụ rồi, chứ không phải là bây giờ mới được cảm nhận. Nhưng mà rõ ràng là lần này so với cả cái lần gần đây nhất của mình thì mọi thứ nó nhiều hơn, rất là nhiều, chi tiết hơn và nó kỹ càng hơn. Và cái dựng tóc nano này là một cái gì đó quá là mới. Thực ra trước thì anh có nhuộm tóc một vài lần nên đâm ra là anh cảm thấy là nó đoạn đầu công đoạn thì có vẻ như là nó giống giống như vậy, nhưng mà rõ ràng là cái đoạn sau thì khi mà cầm cái máy xịt thì cảm giác rất là mới lạ và nó rất là phê. Còn về sau này nó như kiểu là cái tác dụng nó sẽ như nào thì thực sự là anh không thể biết được, bởi vì những cái dưỡng tóc thì nó sẽ là mang tính chất về lâu dài. Có lẽ là anh cần đến Ba Mê Sai vài lần nữa thì anh mới biết rõ được cái công dụng cái dưỡng tóc này nó về lâu dài như nào. Các bạn nhân viên thì nói chung là rất là vui vẻ lắng nghe ý kiến của khách hàng và hỏi rất là kỹ càng nếu như là bọn mình là có thích làm này hay không, và cảm giác nó có bị khó chịu hay thế nọ thế kia hay không. Mình cảm giác là nhân viên phục vụ rất là nhiệt tình và chu đáo. Tổng quan tất cả mình nghĩ rằng là cái Ba Mê Sai ở Trần Phú này thật sự là nó đang vọt lên một cái mức level khác so với ở những cái Ba Mê Sai mà mình biết đến trước đây. Nó không còn đơn giản chỉ là những cái dịch vụ chăm sóc khách hàng ở những cái công đoạn ví dụ như kiểu là cắt tóc hay là gội đầu nữa, mà ở đây thì mọi thứ từ A đến Z, từ lúc các bạn bước vào cửa cho đến lúc mà các bạn đi ra khỏi cửa, nó đã là một cái dịch vụ khác hoàn toàn luôn, từ A đến Z và mọi thứ nó rất là thoải mái. Có lẽ là chúng ta đã quên mất đi việc là chúng ta đi cắt tóc và chúng ta đã cảm thấy là đây là một cái buổi đi trải nghiệm gì đó rất là thoải mái và vui vẻ, và điều đó sẽ khiến cho các khách hàng quay lại thường xuyên hơn.